Đôi bạn trẻ hôn nhau ở một nơi công cộng chẳng hạn, có những người thì nhìn đồng tình nhưng cũng có những người nhìn ánh mắt rất chê trách. Có thể đáy sâu trong tâm hồn của họ, họ cũng ước rằng giá mà mình cũng có thể được như thế, đúng không chị? Nó đẹp mà. Ngay cả chị, ngay cả tôi, chúng ta cũng muốn được bộc lộ những cái tình cảm của mình qua những cái cử chỉ, hành động, ngôn ngữ của cơ thể chẳng hạn thế. Nhưng mà chúng ta mong muốn thế thôi. Nhưng mà đôi lúc chúng ta chợt giật mình và nhìn ra xung quanh, chúng ta lại ngăn ý định lại bởi chúng ta sợ là ôi người ta sẽ nhìn mình. Bây giờ chúng ta có lẽ là nhận ra cái điều đấy thì đã là muộn, nhưng mà vẫn còn đủ thời gian để chúng ta thay đổi. Và rất kỳ lạ là vẫn là đôi vợ chồng đấy, đã từng rất yêu nhau và đã từng có những khao khát được nắm tay nhau, được ôm hôn nhau. Tại sao bây giờ họ lại coi những việc đấy cứ như là một cái gì đấy? Nó thật là, sao lại có thể làm được những việc như thế? Tại sao lại thế hả chị? Tôi nghĩ là chúng ta có lẽ là chúng ta phải cùng nhau học để vượt qua những cái e ngại đó, để làm cho cuộc sống của chúng ta nó thi vị hơn, nó lãng mạn hơn. Cái sự lãng mạn tôi nghĩ rằng là ai cũng thích, cho dù là đôi khi chúng ta có vẻ hơi chế giễu một chút khi nói đến điều đó. Nhưng mà tôi tin rằng trong tim của bất cứ người nào cũng thích những cái sự lãng mạn, những cái sự âu yếm của người yêu thương của mình, những cái lời nói khen tặng, rồi những cử chỉ âu yếm, những cử chỉ dịu dàng, những cử chỉ quan tâm. Tôi nghĩ rằng là không ai là không muốn những thứ đó cả. Có điều là chúng ta đã không được học cái cách mà thể hiện cái tình cảm của mình. Bây giờ chúng ta có lẽ là nhận ra cái điều đấy thì đã là muộn, nhưng mà cũng vẫn còn đủ thời gian để chúng ta thay đổi. Chị có thấy có những cái mâu thuẫn không? Như chị vừa nói một ý tôi thấy rất đúng là như này. Khi mọi người mà nhìn thấy một ai đó ở bên ngoài biểu lộ những cảm xúc với nhau, thường là ví dụ có những người thì nhìn đồng tình nhưng cũng có những người nhìn ánh mắt rất chê trách. Và họ cũng biểu lộ ra sao lại có thể làm thế. Ví dụ một đôi bạn trẻ hôn nhau ở một nơi công cộng chẳng hạn, họ sẽ sao lại làm, nhưng mà tôi cũng nghĩ chị ạ. Có thể đáy sâu trong tâm hồn của họ, họ cũng ước rằng giá mà mình cũng có thể được như thế, đúng không chị? Nó đẹp mà. Có gì xấu đâu mà chúng ta phải phản ứng, chúng ta phải chê bai. Người ta có làm gì xấu đâu. Nhưng có lẽ là bởi vì chúng ta chưa có một môi trường, tôi cho là như thế, phù hợp với những cái sự biểu cảm. Nó rất là đáng yêu đó, nó rất là hợp lý đó. Cái môi trường chung của chúng ta hiện nay, mọi người có vẻ vẫn chưa thoát được khỏi những cái e dè trong biểu lộ cảm xúc. Bắt nguồn từ cái nền văn hóa của chúng ta, bắt nguồn từ cái lịch sử của Việt Nam, cái lịch sử mà nó có quá nhiều những cái biến cố mà khiến cho con người ta trở nên khắc kỷ. Rất nhiều những cái cuộc chiến tranh đã đi qua mà trong cái thời gian đó người ta phải đè nén những cái cảm xúc của mình, người ta phải muốn là mình trở nên mạnh mẽ, không ủy mị, cho nên là những cái biểu hiện của tình cảm thì đôi khi những cái lúc đó thì lại cho là không phù hợp. Vâng, và ai cũng phải cố gắng để kìm nén những cảm xúc của mình, và lâu rồi nó giống như nó thành một cái gen của chúng ta, và nó cứ tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến cho chúng ta mất đi cái khả năng cái biểu cảm, mất đi cái khả năng thể hiện cái cảm xúc của mình, cái tình yêu thương của mình. Chúng ta nhiều khi cứ nghĩ đơn giản rằng là em yêu anh đấy chứ, hoặc là anh yêu em đấy chứ, trong tim em là anh là số 1 rồi, em là số 1, lúc nào em cũng nghĩ đến anh, lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Nhưng mà nếu không thể hiện ra thì làm sao mà biết được là anh nghĩ đến em như thế nào, em nghĩ đến anh như thế nào, đúng không ạ? Tôi nghĩ là chúng ta phải học cái cách để vượt qua cái sự khắc kỷ đó. Cho đến bây giờ thì sẽ rất nhiều người, người ta tôi nghĩ rằng họ cũng muốn làm những điều như chúng ta chia sẻ với nhau. Ngay cả chị, ngay cả tôi, chúng ta cũng muốn được bộc lộ những cái tình cảm của mình qua những cái cử chỉ, hành động, ngôn ngữ của cơ thể chẳng hạn thế. Nhưng mà chúng ta mong muốn thế thôi. Nhưng mà đôi lúc chúng ta chợt giật mình và nhìn ra xung quanh, chúng ta lại ngăn ý định lại bởi chúng ta sợ là ôi người ta sẽ nhìn mình sẽ ngại quá, mình xấu hổ quá, rồi đủ thứ làm chúng ta đấy. Vậy thì những người vợ, những người chồng trong gia đình, họ sẽ phải làm những gì để họ từng bước vượt qua đến rào cản, để mà không phải giống như là đôi vợ chồng chúng ta theo dõi trong câu chuyện. Chỉ đến khi mọi thứ đã ở bên một bờ vực nào đó, chỉ đến khi đã ở cái sự tuyệt vọng rồi, họ mới bằng một hành động nào đó mới tìm lại được nhau, và mới phát hiện ra rằng là chúng ta đã bỏ lỡ đi quá nhiều thứ quý giá trong cuộc đời.
Vâng, cuối cùng lại vẫn chỉ là học ạ. Có lẽ chúng ta phải học cái cách thể hiện và học cái cách đón nhận cái tình cảm, cái sự quan tâm, cái sự thể hiện cảm xúc của người khác đối với mình, và đón nhận như thế nào đó để cho cái người bên kia cảm thấy được khuyến khích, cảm thấy được động viên và tiếp tục. Khi mà chúng ta thể hiện cái cảm xúc của mình qua những cái cử chỉ như là cái sự ôm ấp, cái sự vuốt ve, thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ là làm cho cuộc sống của chúng ta nó có vẻ đẹp lên, ấm áp lên, lãng mạn hơn, mà bằng cách đó chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Cử chỉ đấy nó có cái giá trị như là những cái keo gắn nối chúng ta. Nó làm cho chúng ta sẽ cảm thấy nhớ nhau khi mà không được thiếu những cái cử chỉ đó, phải không ạ? Khi mà đi xa thì chúng ta nhớ và chúng ta cố gắng để được ở bên nhau.